bạn nhé. Hôm nay trước khi mà vào thử thách á, thì Lan Khuê có nhắn gửi một câu chặng cuối rồi. Quậy lên cho tôi. Rồi, gần vô. Wow. Team đã quyết định mạo hiểm hơn ở trong lần này. 3, 2, 1, đánh sân. Rồi, gần vô. Mình xác định là mình chơi lớn. Mình chơi lớn nghĩa là mình chấp nhận những cái rủi ro. Mình chỉ làm cái điều mà mình cảm thấy là nó đã. Rồi, gần, được gần quá.